Rồi. Bài 27 thì ở đây người ta cho mình là axit hỗn hợp A gồm axit no đơn chức mặt hở. No đơn chức mặt hở. Như vậy nó là CN2NO2. Rồi ester thì cũng no đơn chức mặt hở thì thực ra công thức cũng là CHM2MO2. Như vậy là nó cùng một kiểu. Cho nên mình làm trung bình. Đúng không? Mình làm trung bình cho nên mình kêu là dù axit hay là ester thì cho N gamma tác dụng với NaOH tỷ lệ đều 1:1. Ester đơn chức hay axit đơn chức thì đều phản ứng với NaOH với tỷ lệ 1:1. Như vậy là như nhau. Đấy. Vậy thì cũng cần là vậy thì coi như mình coi như là về mặt đốt cháy thì hai anh này cùng công thức tổng quát cho nên mình gọi chung luôn, gọi chung một cái thôi, cùng công thức chung. Các bạn. Rồi, cùng công thức chung tất nhiên nó sẽ là trung bình thôi, nó là trung bình. Rồi. Cộng với NaOH theo tỷ lệ 1:1. Đúng không? Tỷ lệ 1:1 vậy NaOH là 0,2 mol. Vậy cái này cũng 0,2 mol. Rồi. Đốt cháy anh này. Thì thu được CO2 0,6 mol. Đấy. Người ta yêu cầu tìm khối lượng của cái hỗn hợp là M gan. Rồi vậy viết phản ứng cháy tìm thôi. Ha, còn nếu không thì nhớ là số mol CO2 suy ra bằng số mol nước. Thì nước cũng là 0,6. Đó. Cách làm thứ nhất là CO2 và nước bằng nhau. Vậy CO2 0,6, nước 0,6. Đúng chưa? Như vậy tìm khối lượng hợp chất hữu cơ thì có thể là MC, MH, MO. MC từ CO2 chuyển qua. MH từ nước chuyển qua. Còn oxy trong ester thì mình biết là 0,2 mol 0,2 mol ester thì suy ra oxy. NOC của ester và axit đều gấp đôi tức là bằng 0,2 nhân nhân Hà bằng 0,4. Đấy, đưa vô. Rồi, xong bài. Được chưa? Rồi bấm máy, nó sẽ là đó, nhân 16. Câu C đúng không? Đó. Đó, nha các bạn. Thì những cái kỹ thuật này mình làm cho nó nhanh. Đấy, bài đốt cháy là áp dụng công thức tổng quát. Rồi MC, MH, MO bảo toàn khối lượng hay là mối quan hệ CO2 và nước, vân vân. Rồi. Đặt qua bài 28. Còn hai bạn chưa vô. Bài 28. Rồi đọc nhanh đề. 1,76 gram một ester của axit no đơn chức. Axit no đơn chức tức là phần R đó. RCOO ha. Và một ancol no đơn chức. Là như vậy đúng công thức như mình học rồi đó. Phản ứng hết với từng đó NaOH. Đốt cháy 1,2 gam chất Y thu được tìm công thức. Đúng bài mình học ha. Đấy, đúng bài mình học luôn. Đấy, bài đốt cháy. Ở đây đốt cháy Y. À, như vậy cái này sẽ có công thức là R COO R phẩy nè. Và R này là no. R này cũng no. Mặt hở ha. Đấy, như vậy cái phần chất Y của mình CO2 bao nhiêu nước bao nhiêu các bạn? CO2 0,6 thì à, Nước bao nhiêu 0,06. các? Nước bao nhiêu? Dạ nước là 0,08. Vậy mình biết này. Mình chưa biết Y là chất gì ha. Cái này nó cộng với NaOH ra X và Y. Mình chưa biết Y là chất gì. Nhưng mà mình đoán được Y phải là ancol. Bởi vì đốt cháy ancol thì xu được CO2 và nước. Còn nếu mà đốt cháy X á, tức là muối chẳng hạn, thì nó phải có cả natri ở trong đó nữa ha. Cho nên thủy phân nó sẽ được là RCOONa. Và R phẩy OH. Thì R phẩy OH này
nó là ancol no đơn chất mà thở đó, thì nó tương đương với ancam, cho nên số mol nước của nó là 0,08 lớn hơn CO2 0,06 nè. Còn nếu mà đốt cháy cái anh này thì nó phải có vừa có natri nè, đúng không, vừa có natri trong đó nữa đấy, cho nên cái chất chất y của mình nó phải là ancol, và số mol ancol sẽ là 0,02. Các bạn, số mol của ancol phải là 0,02. Bởi vì mình biết là ancol no đơn trước mặt thở thì nó tương đương với ancan, mà ancan thì có thể lấy nước trừ trừ CO2 để ra số mol. Được chưa? Rồi, 0,02. Đó. Yêu cầu tìm công thức. Đó, mình có ha. Công thức ester sẽ là CnH2NO2. Số mol của nó bằng số mol NaOH, như vậy nó sẽ có số mol là 0,02 mol. Đấy, số mol NaOH. Rồi. Nó có khối lượng là 1,76 gam. Vậy suy ra M lớn của ST bằng bao nhiêu? Dạ 88. 88, và 88 thì mình đoán nhanh nó là C mấy H mấy? C4H8O2. Đúng chưa? C4H8 được chưa thôi? C388 được chưa? 1,76 chia 0,02 con. Khối lượng nè. Không quên. Khối lượng nè. Tại vì ở trên đây con không mang máy tính cho nên là con quên. Trời ơi trời. Phải bấm máy tính. Rồi ok, trời đi, không bữa dặn là phải mang theo dụng cụ học tập. Con mang theo đúng một quyển vở một cái bút thôi. Trời ơi, vậy sao đọc được tài liệu, đọc trên luôn hả? Đọc trên máy luôn hả? Rồi. Cảm ơn, đọc trên máy. Nha, đây. Đấy này, chia ra. Rồi. 88 trừ ra thì mình nhắm nó được là khoảng C4H8O2 ha. Rồi, vậy là xong cái phần ester. Còn công thức của ancol là R'OH. Thì mình thấy là 1,2 gam. Nó lại có công thức là CN. CN. Cái này nè, tương đương với CN, CM đi, H2M cộng 2, 1 ô, nó ra được CO2 và nước, CO2 là 0,06, đây là M, đúng không? Nó là 1,2 gam, và số mol mình tìm được là 0,02 mol, đó, những thông tin như vậy. Rồi thì có thể tìm M lớn hoặc là tìm được số C liền, mấy C liền nè, 0,06 và 0,02 thì mấy C? Suy ra đúng không, số M sẽ bằng là 0,06 chia 0,02 bằng 3C, được chưa, 3C. Vậy là ancol là 3C mà ester là 4C, vậy suy ra công thức ester nó phải là H COO 3 H 7. Ancol là C3 mà tổng là C4 thì ester phải vậy, vậy đáp án của mình là đâu? Câu D. Nha, 28D. Đó, thì nhắc lại một số kỹ thuật về bài đốt cháy, về bài tìm công thức phân tử, bài tỷ lệ vân vân nha. Rồi, ta qua bài 29. Cố gắng chép cho nhanh nha, bởi vì hôm nay thầy phải dặn sẽ sửa nhanh đấy. Nhà mình đã bắt đầu bị chậm rồi. Đó, cứ tính toán từng bước xử lý từng bài đốt cháy. Và có đụng cái CO2 và nước và xem được coi nó tương đương ancan, ancan, ankin, delta bằng mấy đó nha. Rồi, ta qua bài tiếp theo, bài 29. Thì 04 ester đơn chất, ester đơn chất nha, chứ không có nên no hay đói gì hết ha. Rồi, vừa hết với NaOH rồi, số mol có, vậy là số mol ester có. Đốt cháy chất y cũng thu được CO2 và nước, có vẻ giống bài trên, đúng không? Rồi oxy hóa không hoàn toàn y thu được một chất có khả năng tham gia phản ứng trăng gương. Như vậy đây là aldehyde. Vậy suy ra y là ancol bậc 1. Được không? Đấy, một oxy hóa không hoàn toàn. Y là ancol đốt cháy là giống như lúc nãy mình tìm được. Và y phải là ancol bậc 1. Được chưa nào? Đó, y phải là ancol bậc 1. Rồi xử lý thôi.
nhìn xuống dưới mấy cái lựa chọn thấy toàn là acid no, este no, thôi mặc định nó no đi, mặc dù tao không nói, đúng không? Còn nếu không xử lý CO2 và nước xem, CO2 và nước được nhiêu mà, CO2 và nước của y á, đốt cháy y á, 0,03 với 0,4, 0,4 rồi thầy. À, 0,03, 0,04. Như vậy mình thấy là à, y là có nước nhiều hơn CO2, đúng không? Đó. Như vậy mình thấy là y nha, y mình đặt là CnH2n cộng 2. Ồ. CO2 và nước của nó là 0,03, 0,04 đúng không? Vậy suy ra là cái này là 0,01. Vậy là C sẽ là mấy C luôn? N sẽ bằng 0,03 chia 0,01 là 3C, là ancol. Y là C3H8O và nó phải là bậc 1. Nên suy ra công thức của nó sẽ là CH2OH bậc 1, đúng không? Và hai cái này C thì sẽ chỉ có thể là thế này thôi. Đó. Được chưa? Cái Y xong. Bây giờ este tương tự. Este là khối lượng có 7,04 và M lớn este bằng nhiêu nhỉ? Sẽ bằng 7,04 chia số mol NaOH là 0,08. Số NaOH vậy là bằng nhiêu đấy đó? 88. Lại 88 đúng không? Vậy giống như lúc nãy là C4H8O2. Rồi, mà ancol như vậy thì nó là HCOOC3. Mà C3 kiếm được rồi, vậy thì nó là HCOH. Vậy thì muối sẽ là HCONa. Vậy đáp án là câu OA. Nha. Đó, thì nó xem nhau như vậy hết các bạn. Cho nên mình tranh thủ mình làm. Rồi, ta qua tiếp. A10. Đấy, những câu tương tự là thầy sẽ làm thật nhanh nha các bạn, chú ý. Để mình quay cho hết cái dạng này. Rồi, đọc đề câu 30 đi nào. Mol ít gấp 2 lần số mol y nha. Acid là ít, ancol là y. Rồi este Z được tạo nên từ ít y, như vậy mình có 3 chất M, hỗn hợp M gồm 3 chất. Đầu tiên là acid, đúng không? Mình đặt là RCOOH. Ancol R'OH. Este được tạo nên từ chúng nó RCOOR'. Trong đó số mol ít gấp 2 lần số mol y, như vậy cái này là 2x thì cái này là 1x thôi. Cái này là y. Rồi, đầu tiên cho tác dụng với NaOH thì có mấy chất tác dụng nhỉ? Acid và este. Đúng không? Vậy cộng với NaOH. Đấy. Vậy số mol của nó đây là 2x, vậy đây cũng 2x. Đây là y, vậy đây là y. Vậy số mol NaOH là 2x cộng y bằng nhiêu nhỉ? Để cho nhiêu đấy? 0,2 mol. Và tất nhiên nó ra muối, đúng không? Sản phẩm nè. Rồi. Ra muối, muối là gì đây? À, cái này viết ra muối ha. À. CONa chờ hết chỗ rồi. Để thầy viết lại cho nó gọn gọn như nó hết chỗ.
này không phản ứng thì nó vẫn còn nguyên là phải OH. Rồi. Cái này là 2x. Cái này là x. Cái này là y. 2x. Y. 2x. Y. Cái này vẫn là x. Cái này là y. Vậy ta có số mol nào ha? Hai x cộng y bằng 0,2 mol. Số mol muối, số mol NA cũng là số mol của muối. RCONA. Đúng không? Mà khối lượng người ta cho em m muối bao nhiêu vậy? 16,4 gam. Vậy với hai thông tin này mình suy ra m lớn của muối bằng nhiêu mới đó? 16,4 chia 0,2 là 82. Đúng không? Vậy nó phải là CH3CONA. Như vậy mình tìm được đây là R. Đây là R đó mấy đứa. À, cái này là R. Xong R. Đúng không? Vậy x là CH3CONA, tức là còn C và D. Rồi tiếp tục, bây giờ ancol. Ancol thì người ta cho mình M ancol. Số mol của ancol thì lại là x cộng y. Thì mình không có, mình có 2x cộng y. Vậy tiếp này phải làm cái gì nhờ mấy đứa? Khi mà số mol nó không tương thích, đúng không? Vậy thì suy ra này, M lớn, M lớn của R phải OH thì nó phải bằng là 8,05 chia x cộng y. Mà trong thực tế thì mình chỉ có 8,05 chia cho 2x cộng y, đúng không? Vậy là cái mẫu này nó lớn hơn cái mẫu của mình cần, vậy thì phân số của nó sẽ bé hơn. Không à, như vậy thì chỗ này thì sẽ bằng là 8,05 chia cho 0,2. Chú ý cái đoạn này nha các bạn. Chú ý cái đoạn chỗ này. Chú ý cái đoạn này. Đó. 8,05 chia cho 0,2 được bao nhiêu nhỉ? 40,25 đúng không? Dạ đúng rồi. 40,25 bằng 40,25. Như vậy mình có hai lựa chọn là CH3 và CH2H5. Thì 40,25 thì mình suy ra nó phải là C2H. H nào? Vậy suy ra nó phải là C2H5OH. Cho nên mình chọn đáp án là câu D. Nha. Đó, nó là như vậy. Thì lưu ý. Hay là ở bài này thì nhắc lại nữa là đôi khi mình không có được dấu bằng thì mình sẽ làm dấu. Đúng không? Đấy. Ancol là nó đây. Nó là x cộng y. Trong khi mình lại có 2x cộng y. Thì nó không bằng thì mình sẽ dùng dấu lớn bé hơn. Một cái kỹ thuật tính toán cần phải nhớ. Đó, thì bài 30 đây ha. Qua 31. Hữu cơ X tác dụng với NaOH đun nóng và có khả năng trắng gương bằng nitrat môi trường NH3 đó. Như vậy anh này có hợp chất X nha, chứ không phải là sản phẩm của nó, mà bản thân hợp chất X tác dụng được với NaOH thì nó có thể là axit hoặc là ester. Rồi bản thân nó tráng gương được thì nhớ là nghĩ ngay tới hàng formic rồi. Đúng không? Formic hoặc là chất anđehit. Đấy. Rồi. Thể tích của 3,7 gam chất X bằng 1,6 gam oxy. Lấy M lớn của X liền vậy đó. 3,7 gam tương ứng với 1,6 gam oxy, tức là số mol oxy là 1,6 chia cho 32. Như vậy M lớn của X sẽ bằng 3,7 chia cho số mol của oxy. Đúng không? Số mol oxy thì mình nó lại bằng là 3,7, xin lỗi, 1,6. Đấy. Chia 32. 0,05
37, 74 nha. Đúng không? 74. Rồi, 74 thì khoảng xe mấy nha, mấy đứa? Mình thấy dưới đều là O2 hết đúng không? Nhìn ở dưới đều thấy O2, mình đánh đoán công thức luôn. 74 là khoảng xe 3. H6 O2. Đó. Giờ ở dưới ABCD đều là O2, mình lấy O2 luôn. Được không? Rồi. À, bây giờ mình xem cái nào trắng gương được. Mình thấy câu A trắng gương được nhưng không tác dụng được với NaOH trên mình bỏ. Đúng không? Câu B trắng gương được, tác dụng NaOH được nhưng mà là C2 O3. Xem nó có phải 74 không mấy đứa? 45 với 29 hình như được 74 đúng không? Đúng 74 luôn đúng không? Như câu B cũng được 74 luôn đấy. Thì chưa suy ra được cái này. Câu B có phải 74 không nhỉ? 45. Điều phải thì à, vậy thì vẫn được. Rồi ok. Và NaOH tác dụng được, aldehyde có. Câu C bỏ, bởi vì câu C là nó không tác dụng được với trắng gương, không trắng gương được, nó chỉ tác dụng được với NaOH. Câu D được, bởi vì acid formic, este của acid formic nên trắng gương được. Như vậy chỉ còn hai cái để ta dùng tiếp. Đốt cháy 1 gam ít. 1 gam ít đúng không? Như vậy là 1 gam ít thu được thể tích CO2 là 0,7. Vậy là vượt quá, xin lỗi, vượt quá 0,7. Rồi, vậy 1 gam ít tức là bây giờ mình có ít. Ít đốt cháy thu được CO2. CO2 của mình sẽ được là vượt quá đúng không? Như vậy là nhiều C hơn, lớn hơn 0,7. Đấy, số mol ít là 1 chia 74. Đó, 1 chia 74. CO2 mình cho này bằng nhiêu vậy nhỉ? Như vậy thì số nguyên tử carbon sẽ lớn hơn, đúng không? 0,7 là số mol CO2 nè, chia 2,4 là chia cho 1 trên 74. Bằng nhiêu mấy đứa? Xem máy. 2,3125. À, nó phải lớn hơn 2,3. Lớn hơn 2,3. Được chưa? Như vậy mình chọn câu D là vì thế. Chọn câu D. Còn câu B thì lại là có 2C thôi. Số nguyên tử carbon phải lớn hơn. Rồi. 32. Hôm nay phải sửa nhanh nha, không chậm được nữa. Các bạn đọc đề nè, mình xử lý liền. Bấm máy số liệu gì làm liền. Ghi ra giấy, ghi ra nháp liền. Phân 4,3 gam este ít đơn chức mạch thở trong môi trường kiềm đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Tiếp tục cho hỗn hợp Y và Z phản ứng với dung dịch bạc nitrat dư thu được bạc. Rồi, bao nhiêu mol bạc cái đó thì nói tiếp. 0,2. 0,2 mol. Rồi. Bài này mình sẽ có hai trường hợp. Người ta cho Y và Z trắng gương. Vậy là hoặc Y trắng gương được, hoặc Z trắng gương được, hay cả hai cùng trắng gương được. Đó là câu hỏi của mình. Nha. Vậy thì bây giờ mình làm thử như sau. Đến bài 32 rồi hả thầy? Ờ, đến 32 rồi con. Con mới xong. Rồi. Ờ, ít đơn chức cộng với NaOH thủy phân ra một ra Y và Z. Lấy cái này trắng gương. Họ nói là lấy hỗn hợp với trắng gương chứ họ không nói là Y hay Z trắng gương hay cả hai chất cùng trắng gương nhé. Người ta thu được bạc là 0,2 mol.
Rồi. Như vậy trường hợp 1 chỉ có y trái ngược. Đúng không? STX là đơn trước nha mấy đứa. Đơn. Cho nên tỷ lệ là 111, tức là số mol x bằng số mol y bằng số mol z, cái là chắc ăn rồi nha. Rồi, bây giờ số mol bạc là 0,2. Bây giờ trường hợp thứ nhất là chỉ, đây là mình ví dụ mình gọi đây là x mol đi, nó dễ này. Đây là x thì đây là x. Đây là x. Vấn đề bây giờ cái bạc này á, nếu cả hai cùng trắng gương. Mình biết là nếu trắng gương thì y sẽ ra 2 bạc, z sẽ ra 2 bạc. Vậy bây giờ nếu cả hai cùng trắng gương, trường hợp là y và z đều trắng gương nha, trường hợp y và z đều trắng gương, một ăn ra 2x, một ăn ra hết, vậy đây sẽ là bằng 4x. Vậy x sẽ bằng nhiêu? Đúng không? 0,05. Mà x người ta cho mình là 4,3 gram. Bây giờ x bằng 0,05, vậy suy ra m lớn của x bằng bao nhiêu? Bằng 8,6. Đúng không? 8,6. Mà để y và z cùng trắng gương, mình đang giả sử nha, nói lại là đang giả sử cả sản phẩm y và cả sản phẩm z đều trắng gương được, thì mình phải nhớ, ví dụ mình gọi y là muối đi, y là muối, z thì đúng là phần ancol, mà bây giờ trắng gương được thì nó phải là aldehyde, đúng không? Như vậy thì mình phải chọn công thức nào? Thứ nhất, m lớn bằng 86. Và vậy? Muốn trắng gương được, y trắng gương được và z trắng gương được, thì thứ nhất nó phải là ST của axit formic. Như vậy mình sẽ chọn B, C và E. Được chưa? Đó, bây giờ mình đang giả sử là y và z cùng trắng gương được, vậy mình xem công thức nào hợp lý nè. Câu B hợp lý không? Bởi vì khi câu B á, câu B thì nó đứt ở đây. Câu A là không được nè, bởi vì CF3 là không trắng gương được nè. Cái này trắng gương được nè, HCOOC là được nè. Và cái phần phía sau phải là C nối đôi liền để nó chuyển thành aldehyde được nè. Câu này không được nè. Đó. Là bởi vì nó đứt ở đây thì là gặp ngay CF2OH vẫn bình thường. Và cái chỗ này cũng không được nè. Là bởi vì này carbon bậc 2 ra acetone. Cái này sẽ ra acetone. Được chưa? Trên đáp án phải là câu B. Nhưng đó là trường hợp mình đang giả sử cả hai cùng trắng gương. Đúng không? Cả hai cùng trắng gương thì M lớn bằng 86 thì nó khớp. 86 khớp không mấy đứa? Khớp câu B không? Dạ khớp thì ạ. Rồi, bây giờ giả sử bài này mình còn một trường hợp nữa, mặc dù ở đây mình có đáp án rồi nha. Giả sử mình có trường hợp nữa là hoặc y hoặc z trắng gương. Ví dụ đó là câu A chẳng hạn. Đúng không? Hoặc y hoặc z trắng gương, bởi vì nếu là câu A thì chỉ có cái phần sau trắng gương được thôi. Cái phần sau này nó sẽ chuyển thành aldehyde, còn phần trước là CH3CONa nó không trắng gương được. Và phần sau trắng gương được thì lúc đó cái phần bạc này nó sẽ tương ứng với chỉ có 2x mà thôi. Nó sẽ bằng 2x thôi. Được chưa? Lúc này nó chỉ bằng 2x thôi. Bởi vì một trong hai anh trắng gương thôi, hoặc y trắng gương hoặc z trắng gương, thì lúc đó x sẽ bằng 0,1. Thì m lớn sẽ bằng 4,3 chia 0,1 là 43, thì mình loại, bởi vì không có khớp với câu A luôn. Bởi vì 43 là số lẻ cũng bỏ luôn. Như vậy các bạn phải biết là khi thủy phân mình được hai sản phẩm thì người ta nói trắng gương thì mình phải trả hỏi là một chất trắng gương hay hai chất trắng gương. Hình dung chưa? Đấy. Thì bài này là hai chất cùng trắng gương nha các bạn. Đó thì nó khớp với câu B. Đó, khớp với câu B. Rồi. 33. Rồi, thôi mấy câu này các bạn làm tương tự nhé. Mình có số đấy, phản ứng với este rồi đơn chức rồi đây câu trung bình thôi. Được chưa? Đó, câu 33 thì đọc đáp án luôn. Đáp án là câu B. Ba ba B.
được chưa? Rồi qua 34 nè, bắt đầu mình gặp ester nhiều chất đây. À, nhiều chất, một vài câu thì mình làm. À, các bạn đọc lại. Số mol NaOH là không phẩy năm, đúng không? Số mol NaOH ban đầu số mol NaOH còn dư sẽ được HCl trung hòa, đúng không? Bằng số mol của HCl luôn là 0,2 mol. Vậy suy ra số mol NaOH thật sự phản ứng ở đây cụ thể là thủy phân ester là 0,3 mol. Rồi. Số mol, vậy thì bây giờ mình thấy này. Ester này sau khi phản ứng thì được 0,1 mol một ancol. NaOH thì là 0,3. Vậy là mình thấy số mol không khớp nhau, không phải là 1111 nữa rồi. Mà NaOH bây giờ gấp 3 lần số mol ancol, vậy suy ra phải là ester 3 chất. Được chưa? Đấy, số mol NaOH là 0,3 trong khi số mol của ancol chỉ bằng 0,1. Thầy chưa ghi ancol là R-OH nha, bởi vì thầy chưa biết nó mấy chất. À, tỷ lệ sẽ là đấy, 3-1. Nên mình suy ra là ester 3 chất. Rồi bây giờ chú ý. Ester 3 chất thì có hai khả năng. 3 chất tức là thế này. Đây. Đây là ester 3 chất. Nhưng vấn đề là phía nào là 3 chất? Phía R phẩy hay phía R? Thì bài này mình thấy ancol 0,1 mol. Nhưng mà mình nhớ này, ít mol thì phải nhiều chất. NaOH 0,3 mol là bởi vì NaOH là 1OH, tức là một chất các bạn. 3 giờ một chất thì nó 0,3 mol. Ít chất thì phải nhiều mol. Nhớ nha, ít chất thì phải nhiều mol. Thì phải nhiều mol. Ngược lại, nhiều chất hay là đa chất á, thì lại phải ít mol. Đó. Như vậy mình thấy là với tỷ lệ NaOH và ancol là 3:1. NaOH là đơn chất thì 0,3. Vậy thì ancol phải là 3 chất. Như vậy. Như vậy. Cái R phẩy bên đây nè, nó sẽ nối 3 cái này lại với nhau. Nghĩa là khi mà mình thủy phân ra thì R phẩy sẽ gắn với OH. Tất nhiên nó về là ancol thì mỗi carbon nó phải gắn một cái OH. Ha. Hay mình ghi tổng quát lại thì nó là R-OH 3 lần. Được chưa? Rồi. Và ancol của mình sẽ là 3 cái này. Tất nhiên nó có thể giống hoặc khác nhau. Thì mình ghi đây giống nha. Rồi. Vậy rút gọn lại thì nó sẽ là R-COO 3 lần R phẩy. Như vậy cái nào nằm trong ngoặc thì là ít chất nha các bạn. Cái nào ở ngoài ngoặc thì nó sẽ nhiều chất. Đó, nhớ cái cách làm như vậy. Trong ngoặc thì là ít chất. Ít chất cho nên nó phải lặp lại 3 lần. Được chưa? Còn nhiều chất thì chỉ có 1 lần đó. Đó, nhớ. Nhiều chất thì ít mol. Cái chỉ số là biểu thị cho tỷ lệ mol mà. Rồi, như vậy công thức của mình sẽ là câu C. Các bạn câu C. Đó, thì nhắc cái câu là ít chất nhiều mol. Nhiều chất thì lại phải ít mol. Nhớ cái câu đó để làm bài đa chất.
Rồi bây giờ bài 35 là mình vận dụng đó, y đúc luôn, giờ mình tìm M lớn mình rep vô thôi. NaOH là 0,5 vẫn 0,5. Trung hòa lượng dư là 0,2, vậy nó phản ứng vẫn 0,3. Ancol vẫn 0,1. Đúng chưa? Vậy là công thức của nó vẫn như là mình nói este vẫn 3 chức, vẫn là RCOO 3 lần R phẩy. Vấn đề bây giờ mình bắt đầu tìm. Rồi. Như vậy bạn thấy này, este 3 chức được tạo nên từ ancol đơn chức và xin lỗi, được tạo nên từ axit đơn chức và ancol ba chức. Câu 35 nha. Đó, giờ mình viết lại này, mình viết lại cho nó gọn gàng. COO 3 lần R phẩy rồi, vậy thì số mol NaOH là 0,3, thì cái này 0,3, cái này 0,1, cái này 0,1 mol. Rồi các bạn điền các thông tin vào và nó có 21,8 gam. Đấy, 21,8 gam thì tìm được M lớn này, rồi tìm được số C, số H, số O này. 21,8 gam. Muối là 24,6 gam. Rồi, phải tìm ngay được. R bằng bao nhiêu? RCONa bằng nhiêu? 24,6 chia 0,3. Tám mươi hai, vậy R là CH3. Yeah, rồi M lớn của RCOO 3 lần R phẩy. Ở đây bây giờ R phẩy bằng nhiêu nhỉ? 218. Được chưa? Trong đó mình có R là CH3, tức mình thay nó vào. Tức là giờ mình sẽ có là CH3. Thay cái này vào, R là CH3 thay vào. COO 3 lần R phẩy bằng 218. Đó thì cứ làm từng bước nha, chỉ khác là bây giờ mình có 3 chất thôi, vậy suy ra R phẩy bao nhiêu? Bốn mươi mốt là khoảng 3C ha. 41 là khoảng 3C, hình như nó là C3H5. Đó, C3H5 chia 14 mình thấy khoảng 3C, xong mình còn lại là khoảng H5. Vậy đáp án của mình là R phải C3H5, viết như thế nào cho đúng nha. À, câu C, được chưa? Viết câu C là đúng. Ba chức nha. Thực ra câu này nếu mà bạn nào nhanh thì mình biết là ba chức phía ancol là mình chọn liền luôn câu C. Vậy chỉ có câu C là ba chức phía ancol thôi. Còn câu D thực ra là ghi C3H5, COO, CH3 là đó, ba chức phía axit. Bài này chỉ cần biết ba chức thôi, là biết là câu C rồi. Ba chức mà phía ancol nữa, vậy chắc chắn là câu C. Nhưng mà đây mình cách mình tính toán cho ra chi tiết luôn là tìm R như thế nào. Đúng rồi, thế R vào. Và tìm R phải như thế nào. Được chưa? Đó. Rồi, ta xong bài 35. Như vậy các bạn chú ý ở bài este đa chức là trả lời nó mấy chức nè. Và đa chức là phía nào, phía R phẩy hay phía R. Và căn cứ nào để biết nha. Thì cái câu mình hay dùng là ít chức thì phải nhiều mon, ít cái này thì phải nhiều cái kia. Nhớ như vậy á. Rồi. Ta xong, ta qua bài 36. A chức này tức là nó là tiền thân của bài chất béo mà mình sắp sửa học đó nha các bạn, lưu ý.
36 đọc đây để biết nè. Bạn nào quên cái công thức kia thì thầy ghi lại công thức là n bằng bv chia rt. Trong đó r thì bằng 0,082. T thì bằng nhiệt độ C cộng với 273. Rồi nha, xử lý số liệu hết đi. Đun nóng 0,1 mol A với một lượng vừa đủ NaOH thu được 13,4 gam muối của một axit hữu cơ B, không hề nói mấy trước nha, và 9,2 gam một ancol đơn chức. À, ancol thì nó cho mình đơn chức. Rồi, cho ancol này bay hơi, vậy tìm được M lớn của ancol liền. Số mol này thì thu được nè, đó. Rồi số mol ancol bằng nhiêu? 0,2. 0,2 mol ancol. Được chưa? 0,2 mol. Vậy M lớn ancol sẽ bằng bao nhiêu? Dạ 46. 9,2 chia 0,2 bằng 46. 46 là C2H5OH. Được chưa? Rồi tìm được ancol này đó. Rồi bây giờ làm sao biết este này mấy chức? Thì bạn thấy này, 0,1 mol chất A mà ancol thu được là 0,2 mol. Thấy tỷ lệ 1:2 chưa? Đúng không? Đấy, vậy là este hai chức nhá, 0,1 mol nè. Mà ancol của mình 0,2 mol nè. Như vậy tỷ lệ 1:2 và ancol đơn chức cho nên nó 0,2 mol. Este sẽ ngược lại là sẽ hai chức cho nên chỉ có 0,1 mol thôi. Đó, đó là cái suy luận các bạn tự ghi nha. Este chất A 0,1 mol sinh ra được ancol 0,2 mol. Ancol đơn thì 0,2. Vậy este phải hai chức thì số mol mới là 0,1. Tỷ lệ 1:2. Rồi như vậy mình biết là este hai chức và ancol là đơn chức cho nên phần ancol phải nằm trong ngoặc. Đúng không? Cho nên mình sẽ có là COOR,2 lần nằm trong ngoặc đó. Đó, đơn chức nằm trong ngoặc. Còn hai chức thì nằm ở ngoài. Như vậy axit của mình sẽ hai chức. Được chưa? Rồi, nếu cộng với NaOH tất nhiên đây phải là số 2. Nó sinh ra muối RCOO đúng không? Đổi R phải thành Na hai lần cộng với R phải OH hai lần. Và mình biết R phải OH mình tính được rồi đó, C2H5 nhé. C2H5 trên mình thay vào đó luôn, mình thay luôn đó, thay R phải bằng C2H5 luôn. Rồi giờ điền số liệu vào. 0,1 nè, 0,2 nè, 0,1 nè, 0,2 nè. Rồi. Muối là 13,4 gam. Vậy suy ra M lớn của muối. Bao nhiêu nhỉ? 130,14. Vậy suy ra R bằng như các bạn bằng không hả? Bằng không đúng không? Vậy nó là CONA, CONA hay là acid formic đó các bạn ha. Đấy, bằng không. Tôi xin lỗi cái này hai lần đấy, vì bạn CONA hai lần. Đó. Vậy công thức của mình sẽ được là
COOC2H5 và COOC2H5 nối trực tiếp với nhau, bởi vì R bằng 0. Như vậy mình nhìn vào thì mình thấy nó sẽ tương ứng với câu A, biểu diễn cho đúng ha, câu A. Rồi, đấy thì bài ST đa chức thì chú ý cái tỷ lệ nha, chú ý cái tỷ lệ. Rồi, xin mời các bạn làm câu 37. Bây giờ tới phiên các bạn làm. Đó, thì cái thầy Hương đã hướng dẫn những bài cơ bản rồi. Bây giờ các bạn làm câu 37, 38 để chốt nha. 37, 38 là lúc ấy vừa mới làm đấy. Có như lúc mình cái dạng mình đã làm rồi đó. Rồi, từ 39 trở đi là một vài cái bài tỷ lệ và cân nhắc là nó đi cùng với những chất nào thôi. Đó, cho các bạn 10 phút làm 37, 38. Phân tử có số liên kết bi nhỏ hơn 3. Nghĩa là có thể bằng 2 hoặc bằng 1. Giả sử mà làm ha, giả sử nếu nó bằng 2, delta bằng 2, giả sử delta bằng 1, bởi vì nó mặt hở rồi, số liên kết bi chính là delta luôn. Giả sử nó bằng 1 thì công thức tổng quát là gì? Để viết ra tìm công thức phân tử, viết phản ứng cháy ra. Nếu delta bằng 2 thì công thức là gì? Rồi viết phản ứng cháy ra tìm. Rồi sau đó xử lý cái bài, nhớ ở đây dùng cao H nha. Rồi chất rắn khan là như thế nào đấy, nói rồi. Để những cái bài hôm trước làm coi là bài 38 là hỗn hợp nhiều chất lúc nãy vừa làm xong. Rồi. Như nói là bài này có thể là delta bằng 1 hoặc delta bằng 2. À, delta bằng 1 hoặc delta bằng 2. Hoặc là delta bằng 2. Rồi, delta bằng 1 thì nó sẽ có công thức tương ứng là gì nhỉ? Alo, Hoàng ơi, hôm nay bật mic được không? Alo. Dạ, nghe thầy ơi. Rồi, thôi thầy làm luôn. Delta bằng 1 là CnH2NO2. Delta bằng 2 thì là CnH2N-2O2. Đó, thì vấn đề bây giờ mình làm một trong hai cái. Mình làm phương trình đốt cháy ra CO2 bằng 6.7 thể tích khí oxy. Như vậy đây là bài đốt cháy, viết phương trình cháy ra. Ha. Ví dụ như lấy cái này, cộng với O2, sinh ra được NCO2, N cộng 1 nước. Rồi, thì cân bằng oxy sẽ là 3N cộng 1, đúng không? 3N cộng 1 trừ 2, 3N trừ 1. Như đây là 3N trừ 1. Đó, oxy. 2N cộng 1 là 3N cộng 1 xong trừ 2 đi. À, là còn trừ 1. Rồi, CO2 bằng 6/7, như vậy là CO2 bằng 6 mol thì oxy bằng 7 mol, ta lập thể tích. Người ta lập tỷ lệ. Lấy số mol chia hệ số tương ứng. Hệ số của phương trình. Rồi, cái này bạn suy được N bằng mấy nha? Bấm đi các bạn. Chắc không? Cũng chắc nha, đừng sai đó. Rồi, tương tự mình làm cho delta bằng 1. Delta bằng 1 nó ra N bằng 3. À, suy ra N bằng 3. Rồi, ok. Đó, thì đầu tiên là cái bài đốt cháy cơ bản nha. Các bạn phải làm được như vậy. Đó, làm y đúc luôn. Delta bằng 1, delta bằng 2. Rồi, xong ha. Bây giờ tìm được công thức rồi. Như vậy bài của mình sẽ là C3H6O2. Rồi thầy xóa kia đi. Đó, tức là mình phải làm trường hợp mình mới ra nha các bạn. Rồi. C3H6O2. Bây giờ nói, vậy là đơn chức ST đơn chức rồi này. Thu được cho M gam ít tác dụng hoàn toàn với cao H bao nhiêu mol vậy? 0,10
14 phải không? Yeah, không phải 14 mà. Thu được dung dịch y, cô cạn dung dịch y, thu được chất rắn khan. Chất rắn khan ở đây là cái gì? Muối à? À, muối, chắc không? Dạ em đánh Chắc chắn là sẽ có muối rồi ha. Nhưng có thể có cả cao hắc dư. Đúng rồi, có thể có cao hắc dư. Bởi vì người ta nói là ít tác dụng hoàn toàn, chú ý cái câu của người ta nè, ít tác dụng hoàn toàn với, nghĩa là ít hết và cao hắc có thể dư, chú ý từ đó, người ta không nói vừa đủ nha. Như vậy chất đánh khan này sẽ gồm muối, được không, và KOH dư. Tất nhiên nếu cao hắc vừa đủ thì nó sẽ là không mol, được chưa? Như vậy bây giờ mình sẽ có là RCOOR phẩy cộng KOH K nha. Rồi KOH mình có là 0,14, mình gọi đây là ít mol. Như vậy ít sẽ bé hơn 0,14 nha các bạn. Thì cao hắc mới dư được. Đúng không? Bé hoặc bằng, xin lỗi. Phản ứng là ít thì đây là ít. Đây được ít. Rồi vậy cao hắc dư này hết là 0,14 trừ ít. Này được ít. Vậy chất rắn của mình đây sẽ là lợi, cái này là 0,14 trừ ít, và khối lượng của nó người ta cho là 12,88. Rồi vậy các bạn giải được R và ít đúng không? R và ít, mình phải là giải được R và ít đó. Rồi, mình biết este, bởi vì mình thấy là chỉ có một phương trình là 12,88 mà mình có ảnh x và ảnh r. Mình có ảnh r và ảnh x, đúng không? Như vậy nó phải hai phương trình. Vậy thì một phương trình mình không giải được. Vậy thì mình biết là với công thức là C3H6O2 mà là este thì mình có hai trường hợp là HCOO C2H5 hoặc CH3 COO CH3, có hai trường hợp este này thôi. Như vậy R của mình nó có thể là H hoặc CH3, đúng không? Mình thế vô, vậy công thức của mình sẽ được là R cộng 44 cộng 23 nhân với x, số lấy kali đấy, thấy chưa, mém lộn chưa, nó cho kali mà ghi ghi natri tí nó giảm ra 39 rồi cộng với cao h là 56 nhân cho 0,14 trừ x. Thì bằng 12,88. Rồi bạn giải được thế R lần lượt bằng hydro là 1 hoặc CF3 là 15 thì mình tìm mà được x, và x phải có điều kiện là x phải bé hơn 0,14. Rồi thế vào đi, giờ R bằng 1 với R bằng 1 thì suy ra x bằng
0,18. Không phải. Dạ 0,18. À loại đúng không? Lớn hơn 0,14 mình loại. Với R bằng 15 là xếp 3 đó. Thì suy ra x bằng 0,12 đúng không? Ờ. Mình nhận cái này. Mình nhận cái này. Bởi vì đúng điều kiện. Cái này nó loại. Được ra cái này loại. Đó, vậy đáp án của mình sẽ được là R là 15, X là CF3. Như vậy công thức của mình sẽ được ST là CH3. Sumo là 0,12. Vậy người ta yêu cầu mình tìm giá trị M ban đầu. Được chưa? Vậy bạn suy ra M bằng. Đáp án nào nhỉ? Câu C. Câu C nha các bạn. Câu C. Rồi đó. Thì bài này nó kết hợp. Thứ nhất là mình chú ý cái chỗ thông tin nó cho. Cái phần tìm công thức phân tử đầu tiên là xong nha. Về bài ST thì chú ý cái thông tin nó cho, ở đây đọc thì phải hiểu là cao H có thể dư để mình làm. Cho nên chắc chắn Khang sẽ có cao H dư. Và hôm trước mình làm một số bài, cái này nói rồi. Điểm thứ hai cần nhớ là với công thức là C3H6O2 mà là ST thì nó cũng chỉ có hai công thức thôi. Cho nên trong trường hợp không đủ phương trình, không đủ thông tin để giải thì mình sẽ thử chọn như vậy. Được chưa? Để mình làm. Rồi, ta qua bài 38. Bài này thì cũng chính là bài gồm axit ancol rồi este tạo nên từ ancol đó của hai chất đó, giống như bài lúc nãy mình làm nha, thì nó cho cái hỗn hợp giống vậy. Rồi ta làm. Bài 38. À. À, CSI thì ghi là R cho nó khỏe ha các bạn ha. Rồi, mình có là R đốt cháy hỗn hợp này là 2,76 gam. Thu được CO2 và nước. CO2 nhiêu mol các bạn, nước nhiêu? Nước 0,1. CO2 là 2,668. 688. Ừ, 0,12 mol. Như vậy mình thấy CO2 lớn hơn nước, đúng không? Vậy điều này suy ra điều gì? Mình biết là bằng 2. À, delta phải bằng 2. Sao không phải là bằng 1? Đúng không? Bây giờ trả lời này, hỗn hợp của mình á, cái phần CF3 này là no nè, CF3OH này là no nè. Đúng chưa? Vậy thì thứ nhất là chắc chắn là có COO là delta bằng 1 nè. Chỗ COO này delta bằng 1 nè. Như vậy nếu mà hỗn hợp này delta, tức là ở cái phần R no, nếu là R no, nếu R nó no thì axit sẽ có delta bằng 1. Este cũng có delta bằng 1. Như vậy là CO2 và nước của axit và este sẽ bằng nhau. Vậy thì thằng CH3OH là no.
tương đương với ancan thì tổng nước và CO2 phải lớn hơn. Nước phải lớn hơn CO2, đúng không nhỉ? Trong khi bây giờ người ta cho CO2 nhiều hơn. Như vậy R của mình phải không no. R của mình phải không no để CO2 nó nhiều hơn. Được chưa nào? R nó phải không no. Như vậy bây giờ chỗ nào mà R no là ta loại hết, vậy ta loại câu B. Ta loại câu B. Ta loại luôn câu D. Như vậy nó chỉ còn C3H5 và CH3, tức là có một nối đôi. Như vậy mình khẳng định là delta R có một nối đôi. Đó là một câu cần nhớ. Được chưa? R có một nối đôi nha. Mặt khác 2,76 AOH phản ứng vừa đủ với NaOH. Vậy NaOH thì phản ứng ở chỗ nào thôi? Phản ứng ở chỗ này thôi. Hai cái này mới phản ứng được với NaOH thôi. Đúng không? Hai này phản ứng với NaOH. Và số mol NaOH là bao nhiêu? 0,03. Được chưa? Đấy, phản ứng với NaOH. Như vậy mình thấy này. Este phản ứng được. Cái bút này bực mình quá. Không phản ứng thì nó còn nguyên. Rồi. Mình lại gọi xy cho nó dễ ha. Xmon. Ymon. Zmon. X. Y. X. Y. Y. Cái này Z. Đó. Thì sẽ cho NaOH. Tức là X cộng Y. Bằng 0,03. Rồi. CH3COH là đây. CH3COH họ cho mình là Y cộng, xin lỗi. À, tính bao nhiêu mol luôn các bạn? 0,96. Là 0,03 đấy. 0,03. Rồi, đó, đề bài cho. Như vậy. Rồi, bây giờ làm sao để giải quyết bài? Có rất nhiều thông tin, rất nhiều thông tin. Bây giờ làm sao? Thì bây giờ không thích thì mình thử câu A là C3H5, thử câu C là CH3. 50-50 mà. Được chưa? 50-50. Hay là đứa nào mà lanh thì biết ngay cái gì và cái gì phải bằng nhau. X và Z bằng nhau. Đúng không? Y cộng Z cũng bằng 0,03. Mà X cộng Z cũng bằng 0,03 thì X phải bằng Z rồi. Đó. X bằng Z. Được không? Nhá. Từ hai cái phương trình này nè. Từ hai cái phương trình này nè. Thì thay vì được X bằng Z. Đây là X, đây là Z. X và Z bằng nhau. Mà mình thấy này, đây là Y. X và Z bằng nhau. Vậy thì mình thấy là cái này là ancan nè các bạn, tương đương với ancan. C3OH tương đương với ancan. Cái này tương đương với ankin, delta bằng 2 mà. R có một nối đôi và CO một nối đôi. Vậy thì hai cái này là một cái á, RCOH á, là CO2 nhiều hơn, C3OH là nước nhiều hơn, và hai này bằng nhau, cho nên cái tỷ lệ CO2 nhiều hơn ở acid nó sẽ được cái phần nước nhiều hơn ở ancol C3OH bù vào. Vậy suy ra là cái phần chênh lệch CO2 và nước chính là Y. Chính là CO2 và nước ở tổng á, chính là Y. Đó là nếu mà giải toán nhá, vẫn giải được. Đó.
Còn thường tới đây thì một số bạn sẽ chọn phương án là thử thử đáp án A hoặc là thử lựa chọn A hoặc thử lựa chọn C vào xem cái nào khớp thì ta lấy. Đó, thử phần chữ trái. Nhưng mà bạn nào mà thấy thì A x bằng Z. Và x là số mol của axit tương đương với ankin. Còn Z là số mol của ancol tương đương với ancan. Hai anh này bằng nhau, tức là độ lật CO2 của axit và độ lật nước của ancol là trung hòa nhau, là cân bằng với nhau. Vậy thì cái nguyên nhân để tổng CO2 là 0,12 và nước là 0,1 lật nhau là do thằng Y thôi đó, do thằng ester thôi đó. Và lật ở đây chính là số mol của nó, số mol nó gây nên. Mà mình biết là đối với ankin thì hiệu giữa CO2 và nước là số mol ankin, cho nên từ đây mình suy ra được Y. Nha, mình thỏ này x bằng Z. Nên mình mới suy được Y. Đó, hai cái này suy được Y. Là 0,1. Y là 0,1 thì x là 0, à, xin lỗi, 0,01. Mà vậy thì suy ra x và Z sẽ bằng 0,02. Đó, mình cũng giải được nha các bạn. Rồi từ đó mình tìm được R. Thì đó là cách làm toán. Được không? Mình sẽ tìm được R là mấy C để mình chọn là câu A hay là câu D, câu A hay câu C. Rồi mình thử vào ha, mình thử vào đó. Thì cái bài này nó có tính khái quát như vậy, nhưng mà thường tới bài này tới đây thì mình thấy dễ nhất là mình thử luôn. Hoặc C3H5 thì mình thử C3H5 không khớp thì nó phải còn là C2H3 thôi, là câu C thôi đó. Làm như thế, thường là người ta làm như vậy hơn nha các bạn. Rồi, và có bạn nào làm rồi? Đáp án là câu nào? Câu 38. Được, câu C đúng không? Câu C, ok. Các bạn. Đó. Còn tất nhiên bạn nào mà lăn thì thử luôn. Vừa ra được số mol là vừa thử được thì càng nhanh. Đúng không? Đấy. Đó. Đó, thì câu 38 như vậy. Rồi, mình qua 39, 40, 41 là một kiểu câu như nhau. C nha, đáp án C. 39. Gồm hai chất hữu cơ hỗn hợp X, gồm hai chất hữu cơ. Cho X phản ứng với KOH vừa đủ là số mol KOH 0,5 mol. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối gọi là R1COK và R2 COK. Hai muối và một ancol, ví dụ ancol R phải OH. Mình cứ biết đơn chức đi, anh chưa biết là mấy chức. À, người ta cho đơn chức rồi. Rồi. Cho toàn bộ rượu thu được vào natri. Thu được hydro, hydro là 0,15, vậy rượu là 0,15 nhân 2 là 0,3 mol. Đó. Mình ta cho mình số liệu như vậy để mình làm. Người ta hỏi hỗn hợp X ban đầu sẽ gồm những chất nào với nguyên liệu là hai gốc R và một gốc R phẩy, và số mol R phẩy là 0,3. À, bạn nào lúng túng cái chỗ rượu tác dụng với natri ra hydro suy ra 0,3 mol ancol thì về nhà làm bài nha. Rồi. Vậy thì ở đây mình nói này. Để có được hai gốc này thì ban đầu mình sẽ có các trường hợp này. Có thể là R1COOH R2COOR phẩy hoặc R1COO R phẩy rồi R2, đây là số 1 nha các bạn, CO R phẩy luôn, đúng không? Đấy, có hai trường hợp, hoặc đảo ngược là R2 là axit còn R1 là ester, đổi lại ha. Vậy thì mình thấy này, KOH sẽ phản ứng được. Đấy, mình chỉ có hai trường hợp này thôi, không thể nào mà ba chất được, người ta cho ban đầu chỉ có hai chất thôi. Mà hai gốc R1, R2 là không thể ở chung được, như vậy thì nó phải ở riêng. Vậy thì bây giờ cái chất R phẩy OH á, gốc R nó phải đi cùng với hoặc R1 hoặc R2 để thành ester. Hoặc nó đi với cả hai luôn. Được chưa? Vậy mình thấy này, với cái trường hợp thứ hai là trường hợp này. Thì R phẩy nó nằm ở cả hai cái. Như vậy khi tác dụng với KOH á thì nó đứt cả hai. Mà KOH là 0,5 mol, vậy thì R phẩy OH nó cũng phải là 0,5 mol. Không thể nào 0,3 được. Đúng không? Điều đã chứng tỏ là gì?
KOH phản ứng với cả hai. KOH này nè, phản ứng được với cả hai. Bởi vì axit và ester thì KOH đều phản ứng được. Và nó là 0,5, tức là số mol hỗn hợp phải là 0,5. Dù là hai ester hay là một ester một axit thì đều phản ứng với KOH, vậy số mol hỗn hợp phải là 0,5. Mà số mol ancol, tức là gốc R phẩy, nó chỉ 0,3. Như vậy chứng tỏ nó chỉ xuất hiện ở một trong hai chất mà thôi. Như vậy nó phải là ester hoặc hỗn hợp gồm axit và ester. Câu A. Xin lỗi câu 3. Câu 39 lộn. Một ester một axit, đúng rồi. Câu A. Được chưa? Tương tự như vậy cho 40, 41 chúng ta lập luận những cái trường hợp này. Và qua 40 này, KOH là bao nhiêu mol đấy các bạn? 0,2 đúng không? KOH bao nhiêu mol ở câu 40? 0,2 đúng không? Dạ đúng rồi thầy ạ. 0,2. Thu được mấy muối? Một muối thôi. Giờ nó lại chỉ cho có một muối thôi. Thu được có một muối thôi. Đúng không? Thu được muối của một axit và một ancol. Là một ancol. Một ancol thôi. Rồi. Cũng đơn chức nha. Cho ancolic tác dụng thì thu được, vậy số mol của ancol bằng bao nhiêu? Dạ 0,3. Hydro 0,3 luôn. Như vậy mình thấy này, KOH có 0,2 mà ancol 0,3. Đúng không? Vậy giờ mình có những trường hợp nào có thể xảy ra nè. Đó, bây giờ phải đưa những trường hợp mình đang học thì mình đưa hết tất cả các trường hợp rồi mình xem cái nào khớp. Bây giờ có một gốc R. Vậy bài này có thể là một axit và một ancol. Và axit là 0,2 mol. Và chỉ axit phản ứng được với KOH. Còn ancol là 0,3, ok, không ảnh hưởng gì cả. Đúng không? Rồi trường hợp thứ nhất, một axit một ancol, nhưng bài này không có. Một axit một ancol, vậy trường hợp thứ hai tiếp tục. Một axit một ester. Như vậy vẫn hai nguyên liệu là một R và R phẩy. Đúng không? Nhưng mà nếu như vậy thì KOH sẽ phản ứng với cả hai. Như vậy tổng số mol sẽ là 0,3. Lúc này tổng số mol sẽ là 0,3. Và khi nó phản ứng thì nó đứt R phẩy ra, thì R phẩy lại là 0,3. Xin lỗi, tổng số mol là 0,2 các bạn. Trong khi cái này là 0,3, vậy là vô lý chưa? Vô lý ha các bạn, vô lý nên bỏ. Trường hợp thứ ba là một ester một ancol. Đúng không? Mình có hết trường hợp đó, một ester một ancol. Như vậy số mol của ester phản ứng với KOH, còn ancol thì không. Như vậy số mol ester sẽ là 0,2. Còn ancol xuất hiện ở cả hai. Ancol xuất hiện ở cả hai. Đúng không? Cho nên số mol của ancol sẽ là 0,3. Đúng không? Bởi vì cái này sẽ sinh ra R phẩy OH. Cái này cũng sinh ra R phẩy OH. Thì lúc này tổng số mol sẽ là 0,3. Vậy là phù hợp. À, vậy là mình có hai trường hợp. Là với câu 40 có thể có trường hợp là một axit một ancol, nhưng mà đáp án không có. Như vậy mình sẽ chọn là một ester một ancol, vậy là câu D. Được chưa? Đó, mình phải đưa ra tất cả các trường hợp. Nhưng mà bài ví dụ 40 đáng lẽ là có hai đáp án á, nhưng mà nó chỉ xuất hiện một thôi. Rồi ta tiếp tục với câu 41. Đó, trên cơ sở số liệu đàng hoàng mà ta làm. 41. Cũng hợp chất hữu cơ đơn chất, tác dụng vừa đủ với NaOH. Bây giờ cho NaOH. NaOH là 0,2 mol. Một muối và một ancol, vậy giống lúc nãy luôn. Đó, cho hai nguyên liệu. Ancol cũng 0,3 mol. Như vậy lúc nãy mình có 3 trường hợp đó các bạn ha. Có 3 trường hợp là axit ancol, ester ancol
và axit ester. Đó. Vậy thì bài này họ nói thêm cho toàn bộ ít tác dụng hết với natri, tức là lấy hỗn hợp ban đầu tác dụng với natri là cho ancol. Rồi mình tìm được 0,3 rồi. Nếu cho m gam hỗn hợp A ban đầu, tức là lấy nguyên cái hỗn hợp tác dụng với natri thì hiro thu được là 0,25 đúng không? Như vậy là suy ra số mol của là 0,5. Chất tác dụng được đúng không? Vậy là 0,5. Nha. Rồi bây giờ xem. Trường hợp đầu, cả hai cái này đều tác dụng được với natri. Đúng không? Hỗn hợp A đây. Cả hai này đều tác dụng. Hai này đều tác dụng luôn. Như vậy tổng số mol nó sẽ là 0,5. Rồi, số mol ancol à 0,3. Hợp lý. Đúng không? 0,3 nó nhỏ 0,5 hợp lý. Rồi cái này được. Trường hợp 2. Chỉ có một trong hai cái este không tác dụng với natri, chỉ có ancol tác dụng với natri. Ancol ban đầu nhé các bạn, ancol ban đầu bởi vì dùng hỗn hợp A. Đấy. Vậy thì ancol ban đầu là 0,5. Trong khi sau khi phản ứng là được anconic. Như vậy là cái này ra được R'OH, sau khi phản ứng ra R'OH. Rồi cái này cũng ra được R'OH. Bởi vì nó là giữ nguyên. Thì người ta lại nói tổng cái này thì lại cho có 0,3 thôi. Là vô lý. Hai cái 0,3 trong khi một cái 0,5 là vô lý. Rồi. Trường hợp 3. Chỉ có axit phản ứng. Như vậy axit là 0,5. R phải. Hỗn hợp của mình đề cho là 0, tác dụng với natri là 0,2. Như vậy bài này hỗn hợp của mình sẽ là 0,2. Tác dụng với NaOH là 0,2 bởi vì vừa axit vừa este thì đều phản ứng với NaOH là 0,2. Mà riêng một anh đó là 0,5 thì cũng vô lý. Như vậy đáp án của mình phải là một axit và một rượu Kobe. Đó thì mình cứ làm từng bước vậy thôi. Còn tất nhiên bạn nào nhanh rồi thì làm nhanh hơn. Và 42 là bài vận dụng với 3 trường hợp trên. Thì xem nó rơi vào trường hợp nào. Câu 42 người ta cũng cho vậy. Hỗn hợp tác dụng với KOH tác dụng như vậy vậy. Và mình nhìn vào 4 lựa chọn trước. Đều là một axit và một este. Cho nên ta khỏi suy nghĩ. Được chưa? Một axit và một este. Một axit, một este hết. Vậy ta chọn là một axit, một este ta làm. Thấy các bạn? Đó. Acid và một este, như vậy nó sẽ là RCOOH và RCOR phải, tức là acid và gốc acid trong este là giống nhau, R cùng một R thôi, cùng tác dụng với KOH, vậy tổng KOH là tổng số mol của vừa acid và este là 0,04. Ancol là R phải OH là bao nhiêu mol nhờ? 336 là 0,015. Được chưa? Vậy suy ra axit sẽ là bao nhiêu? 0,025. Nhớ nha. Ancol nè, ancol tức là cái phần R phải nó sẽ biến thành ancol. Thì R phải bao nhiêu thì este bấy nhiêu. Rồi trừ ra thì được. Acid, được chưa? Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp ít trên, đốt cháy nguyên cái này. Đưa khối lượng bình tăng. Như vậy là sinh ra CO2 và nước. Thì khối lượng bình tăng tức là tổng CO2 và nước. Được chưa? Hấp thụ và CaOH 2 lần dư, nhắc lại là cả CO2 và nước đều bị hấp thụ. Vậy thì đây chính là 6,82 gram. Yêu cầu tìm công thức. Rồi. Và bạn thấy là R, R phải theo như 4 lựa chọn dưới đều no hết nha. Mình đặt cho nó dễ. Như vậy cả hai anh này đều là dạng CN.
CN. Bởi vì delta bằng 1. Rồi. Như vậy CO2 và nước bằng bằng nhau. Các bạn, CO2 và nước phải bằng nhau. Nên đây là ít mol. Thì đây cũng phải là ít mol. Được chưa? Rồi, vậy mình tìm được ít liền các bạn. 44 ít cộng 18 đi. Ra 18 ít luôn, sorry. Rồi, suy ra ít bằng bao nhiêu? Được chưa? Ít bằng 0,11. Đó. CO2 0,11 mà hỗn hợp của mình là 0,04. Vậy suy ra carbon trung bình bằng. Đấy, carbon trung bình là 0,11 chia 0,04. Hỗn hợp là KOH bằng 0,04 bằng số mol đó là bằng nhiêu? 2, mấy. Đúng không? Vậy là một cái bằng, bây giờ xem cái nào 2, mấy. Câu A được nè. Cái này không có liên tiếp nha các bạn. Câu B bỏ nè. Thì câu B là C2H5C là 3 nè, bên kia hơn 3 luôn rồi chứ không có nằm 2, mấy. Câu C được nè. Bởi vì là C1 và một cái là C3 tức là nằm 2, mấy. C1 C4 rồi bỏ đường cái đó thôi. Thế bây giờ lại tiếp tục mình có axit là HCOH và C3COH. Hai lựa chọn. Để mình làm. Rồi. Xong chưa? Đã bắt đầu vận dụng thêm ha. Mình có số mol từng anh kìa. Giờ mình thử cho nó nha. Đấy, nếu cần thì các bạn thử cho nó nha. 0,025 và 0,015. Bây giờ bắt đầu ta mới làm. Ta bỏ được mỗi câu B thôi đấy. Rồi. Rồi các bạn thử chọn thôi. Hoặc là đó. Bây giờ mình có thể thử R là xếp 3. Thì mình tìm R phẩy là cái gì? Sau đó mình lại đổi R là hero giống như lúc nãy nó. Được không? Rồi, ví dụ mình thử R là CH3 nha. À, thực ra câu này thì nên thử câu C và câu D. Bởi vì CD thì sẽ chọn được. Còn nếu không đúng CD thì hiển nhiên nó phải là câu A luôn rồi. Cho nên bây giờ thầy sẽ thử R là hero nha. Với R là hero. Được chưa? Với R là hero. Như vậy thì axit sẽ là HCOH. Còn este sẽ là HCOR phẩy. Cái này là 0,025 mol. Cái này là 0,015 mol. Rồi. R thì bạn đặt R cũng được, còn nếu không thì bạn chuyển nó thành CX C gì đó để mình tìm nha. Rồi, cái này xóa đi, không cần nữa, xóa đi. Bài đốt cháy. Như vậy cái này sẽ là được số mol CO2 sẽ bằng R phải thì đặt nó là C. A H2A cộng 1 ha. Rồi. No mà, cho nên là CAH2A cộng 1, ví dụ như CH3, CH5 gì đó vân vân. Rồi bây giờ ta tìm nè. Như vậy là CO2 sẽ bằng đây 1C nè, vậy là 1 nhân 0,025. Cái này là 1C với cộng A tức là 1 cộng A. CA đã được ra. Nhân cho 0,015 thì bằng CO2 là lúc này mình tính được nhiêu ta? 0,12 đúng không? À 11, sorry. Bằng 0,11. Rồi bạn suy ra A bằng nhiêu vậy? A bằng nhiêu? Alo. À bằng nhiêu mấy đứa? Đã xong câu này đi. Dạ 4,6 mấy. À 4, mấy, vậy là loại đúng không? Bởi vì không nguyên, vậy suy ra A loại axit không phải là HCl thì hiển nhiên chỉ còn mỗi câu A thôi. Nha. Đấy thì mình làm như vậy. Chứ không phải lúc nào cũng giải được đâu, lúc nào cũng phải biện luận là vậy. Rồi.
Câu 43 cũng giống giống vậy thôi ha các bạn, hơn kém nhau 1 2 đơn vị thôi. Tương tự như vậy các bạn lập luận. Rồi, kết thúc ha. 43 thì đọc luôn đáp án, đó là câu B. Rồi, như vậy mình xong phần este và mình còn một mạng của este nữa, đó là phần chất béo. Đấy, chất béo. Thì các bạn đọc cái phần hôm trước thầy đã gửi phần lý thuyết. Lý thuyết của este đâu ta? Đây. Bữa đã gửi cái phần lý thuyết este đúng không? Đấy, các bạn coi cái phần khái niệm về chất béo nha, 1 2. Để mình đọc ha các bạn. Nha, đây. Được chưa? Mình đọc khái niệm để bữa sau mình làm bài, bởi vì chất béo thực ra nó là este mà nó là este 3 chức thôi. Cố định luôn loại gì rồi, cho nên tỷ lệ bài tập mình vừa rồi mình làm hết trên bữa sau mình làm bài là một loạt là xong luôn, một buổi thôi. Nha các bạn. Đấy, mấy bài chỉ số đọc thêm. Bữa sau thầy giảng nữa là xong. Đó, thì nội dung của bài hôm nay là như vậy. À, xong ta nghỉ các bạn.